Chào mừng anh em đã quay trở lại với Đấu Trường Thú, nơi diễn ra những trận đấu xuyên thế kỷ được phát sóng trên kênh Hàng Kỳ Thú. Nhắc đến kẻ thù của hổ trong giới tự nhiên, chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đến sư tử hay loài gấu Đông Bắc Mỹ, mà quên mất rằng nó có một loài thiên địch nữa, chính là chó sói đấy. Dũng mãnh, khỏe mạnh và đầy quyết đoán, chó sói là loài động vật săn mồi đáng sợ, được ví như những chiến binh gan dạ trốn cao nguyên rộng lớn. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu hai quái thú này chạm trán nhau trong cuộc đấu một mất một còn? Hãy cùng Hàng Kỳ Thú khám phá ngay sau đây nhé! Vòng 1. Kích thước. Sói là một trong số những loài săn mồi siêu hạng có độ phủ lớn nhất trên toàn thế giới, từ vùng băng tuyết lạnh giá tới sa mạc cằn cỗi. Trọng lượng và kích cỡ sói xám có thể dao động giữa quần thể trên toàn thế giới. Ví dụ như những con sói lớn của Alaska và Canada đôi khi nặng gấp 3-6 lần so với người anh em của chúng ở Trung Đông và Nam Á. Trung bình, những con sói trưởng thành có chiều dài từ mũi đến đầu đuôi là 1,2-1,7 m, trong đó có 1/3 là chiều dài đuôi. Sói xám trưởng thành nặng khoảng 34-56 kg trong tự nhiên. Xét về kích thước thì hổ là loài thú ăn thịt trên cạn lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau gấu trắng và gấu nâu. Trên thế giới có rất nhiều giống hổ, tùy thuộc vào vị trí địa lý và môi trường khí hậu thì lại có kích thước khác nhau. Trung bình hổ đực dài từ 2,6-3,3 m, nặng từ 150-360 kg. Hổ cái dài trung bình từ 2,3-2,75 m, nặng trung bình từ 100-160 kg. Loài hổ lớn nhất thế giới là giống hổ Siberia với chiều dài có thể đạt đến 3,5 m và cân nặng là 360 kg. Loài hổ nhỏ nhất thế giới là giống hổ Sumatra với chiều dài khoảng 2,6 m và cân nặng trung bình từ 75-140 kg. Loài hổ nói chung đều có thân hình dài, thon để dễ dàng di chuyển và săn mồi. Như vậy, ta có thể thấy ngay ở lượt đấu đầu tiên này, lợi thế đã nghiêng về hổ. Với một kích thước cơ thể to lớn, oai hùng như thế, hổ như được sinh ra để trở thành chúa tể của muôn loài. Vòng 2. Tốc độ. Thiên nhiên và điều kiện số khắc nghiệt đã tôi luyện loài sói trở thành những kẻ đi săn gan lì và dẻo dài bậc nhất thế giới các loài hoang dã. Trung bình, trong mỗi cuộc đi săn, loài sói có thể săn đuổi con mồi liên tục trong 3 giờ đồng hồ ở tốc độ là 65 km/h. Để sinh tồn trong những triền núi đầy tuyết lạnh, loài sói buộc phải thích nghi để sinh tồn và trở thành những chiến binh săn mồi dũng mãnh. Hổ Bengal có thể là loài động vật rất mạnh khi cận chiến. Tuy nhiên, để nói về việc đua tốc độ, dẻo dài, nó vẫn còn phải chịu thua nhiều loài động vật khác, điển hình là sói đỏ. Vận tốc của hổ có thể đạt 50 km/h trong một khoảng thời gian ngắn. Tự tin về những điểm mạnh của bản thân, sau đó hổ Bengal thích hoạt động và săn mồi riêng lẻ. Thói quen đi săn của hổ thường là rình rập, chờ đợi thời cơ rồi sau đó lặng lẽ áp sát đến gần và giáng một đòn chí mạng để hạ gục nạn nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào những chuyến đi săn cũng kết thúc theo một kịch bản hoàn hảo như vậy. Giống như trong đoạn clip sau đây, ngay từ mở đầu của clip đã là pha rượt đuổi cực kỳ gay cấn giữa hổ Bengal và một con sói đỏ. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng con hổ vẫn không thể nào tóm được con sói. Không những thế, khi con hổ có vẻ đuối sức và dừng lại, con sói còn nhây đến nỗi quay lại, chu lên những tiếng dài và sủa liên thanh giống như kiểu trêu con hổ. Con hổ lúc này đã chuyển sang sử dụng thuật ngữ ru ngủ đối thủ, đó là trong lòng rất cáu bởi vì bị con mồi trêu chọc, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra bình thản, vờ như không quan tâm, mà là do từng bước tìm cách tiếp cận. Tuy nhiên, con sói tỏ ra quá tỉnh táo, nó hầu như không cho con hổ có bất kỳ cơ hội nào để lại gần mình. Vờn nhau một lúc, con hổ Bengal có lẽ đã quá tức giận nên chạy những bước cả nhắc hòng đuổi bắt con sói. Nhưng điều này là vô ích. Theo Srivatha, chuyên gia động vật học tại Florida, bởi vì xung quanh không có con non hay bầy của con sói đỏ, do đó khả năng cao hành vi của con sói đỏ đơn thuần chỉ là trêu chọc con hổ. Thực tế đã từng xảy ra nhiều trường hợp sói đỏ trêu đùa các loài động vật khác như gấu, lợn, báo và voi. Uầy, ở lượt đấu này thì loài sói xuất sắc ghi điểm rồi, tỷ số lúc này là 1-1. Vòng 3. Tập tính săn mồi. Sói thường đi săn theo cả bầy. Tạo hóa dường như ban tặng cho loài sói đỏ đầy đủ các vũ khí để trở thành kẻ săn mồi bậc nhất chốn thảo nguyên. Không chỉ chạy nhanh, dẻo dài và bộ móng vuốt bốn mạnh vào da thịt con mồi, loài sói còn được trang bị bộ giác quan nhạy bén là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện và đánh giá con mồi của con đầu đàn. Tiếng hú gọi đàn của chó sói đầu đàn giống như quân lệnh dũng mãnh của tướng chỉ huy khi xông ra mặt trận. Đó là thứ ngôn ngữ mà chỉ cần nghe thấy thôi, các con sói thành viên sẽ tăng thêm khả năng chiến đấu đến cùng. Ngoài ra, tiếng hú con sói đầu đàn còn có khả năng góp phần kết thúc cuộc đi săn. Tiếng hú càng to, càng khiến con mồi khiếp sợ và dễ dàng gục ngã. Không giống như sói, những chú mèo to xác này có thể hạ gục con mồi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng loại. Ẩn mình trên những cánh đồng cỏ trong thảo nguyên, một con mèo to xác đang cúi mình như một cái lò xo đang nén lại, sẵn sàng bay lên để vồ lấy bất kỳ con mồi sống sún nào đi ngang qua.
Chỉ trong tích tắc, loài mèo sát thủ này nhảy vọt ra từ nơi ẩn náu, giáng một đòn chí mạng vào sau gáy của con mồi trước khi ăn thịt nó. Hổ được xem là kẻ rình rập khét tiếng, một kỹ năng thiên bẩm giúp chúng sinh tồn trong thiên nhiên khắc nghiệt. Thông thường, việc săn mồi như thế này sẽ diễn ra mỗi tuần một lần và trung bình có thể tiêu thụ hết 40kg thức ăn chỉ trong một bữa ăn. Với chế độ ăn gần như hoàn toàn từ thịt và kỹ năng săn mồi tinh vi, hổ xứng đáng nằm ở vị trí đầu chuỗi thức ăn. Như vậy, xét về tập tính săn mồi thì mỗi loài đều có tập tính riêng và đều thể hiện sự xuất chúng trong mỗi kiểu săn mồi. Cả hổ và sói xám đều xứng đáng ghi điểm, thì số hiện giờ là 2 đều. Vòng 4. Sức mạnh. Cho sói có hàm khỏe, hàm răng sắc nhọn, được chế tạo theo cách đặc biệt. Khi tấn công, lực sói cắn đạt 450kg trên 1 mét khối. Trong khi đó, hổ là loài lớn nhất trong họ mèo và có lực cắn mạnh lên tới 738.000kg trên 1 mét khối, gần gấp đôi so với lực cắn của sư tử. Sói đi săn theo bầy, nếu mà đàn sói lên tới mấy chục con thì quả thực chúng không sợ hổ. Thế nhưng, nếu để chiến đấu giữa một hai chục con sói với một con hổ thì chắc chắn sức mạnh của nó đủ sức đánh bại cả bầy sói. Bên cạnh lực cắn khủng thì gân chân hổ rất khỏe. Mỗi con hổ có một kiểu sọc vằn riêng giống như dấu vân tay ở người. Những vết sọc giúp chúng ngụy trang tốt cho các đám cỏ và cây bụi thấp. Hổ bản năng là loài sát thủ đơn độc, mưu yêu thích của chúng là nằm phục kích chờ con mồi đến gần rồi sẽ ra tay thủ tiêu. Sức mạnh của nó có thể knock out những tên hùm xám, chính vì thế tiếng ác chú thể rừng xanh có phần lẫy lừng hơn vua hoang mạc sư tử. Cũng nói thêm, một cú tát chơi dáng của cọp có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của một người bình thường. Nước dãi của hổ có khả năng khử trùng, đó là nguyên nhân khiến chúng hay liếm vết thương. Hổ còn có thể nhảy xa đến 6 mét, giữ thăng bằng tốt hơn, ra đòn với tốc độ chơi dáng và tuyệt chiêu cuối cùng của chúng là vồ bằng hai chân trước. Ngoài ra, chúng cũng có bộ não lớn thứ hai cho các loài ăn thịt, chỉ sau loài gấu Bắc Cực thôi. Như vậy, với sức mạnh dường như không có địch thủ trong giới tự nhiên này, hổ hoàn toàn chiến thắng và ghi điểm, tỷ số lúc này là 3-2, nghiêng về chúa tể rừng xanh. Tóm lại, bên cạnh những đặc trưng về tập tính săn mồi, sói đã xuất sắc ghi điểm ở yếu tố tốc độ. Trong khi đó, hổ giành lợi thế áp đảo ở tận hai yếu tố là kích thước và sức mạnh. Tổng kết lại, chiến thắng cuối cùng thuộc về hổ, chúa tể sơn lâm với tỷ số là 3-2. Các bạn thấy chiến thắng của hổ có đủ thuyết phục không ạ? Hãy để lại bình luận nhé! Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo của Đấu Trường Thú!